hôm nay mình sẽ chơi một trò vô cùng là hấp dẫn các bạn ơi. Có tên là lâu đài im ắng. Rồi, người ta sẽ giới thiệu về trò chơi này, vượt thử thách trở thành người sống sót cuối cùng trong lâu đài im ắng. Trò chơi này có chứa những hình ảnh đáng sợ và kịch tính, có thể gây cảm xúc khó chịu. Trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi khi chơi cần phải có phụ huynh giám sát. Theo khuyến cáo, một số người nhạy cảm với trò chơi kích động và rùng rợn sẽ không nên chơi các bạn ơi. Đấy, người ta cảnh báo đấy các bạn ơi. Nếu mà các bạn sợ thì không nên chơi nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào trò chơi xem nó có ghê gớm và rùng rợn như thế không các bạn nha. Rồi các bạn ơi, mình đã vào trong game và bây giờ bắt đầu trò chơi nào. Zeddy, Zeddy đang tìm người rồi. Ok, mình sẽ cho tiếng lên các bạn nha. Nào. Các bạn thấy ghê ghê chưa? Rồi rồi rồi, bây giờ thì mình sẽ phải chọn một phòng các bạn ơi. Rồi 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 rồi. Đi vào đây, đi vào đây, đi vào đây. Rồi, các bạn ơi, mình sẽ vào đây. Rồi, bắt đầu. Nâng cấp. Bây giờ thì mình sẽ nâng cấp cái cánh cửa của lên mình lên các bạn ơi. Rồi, wow, được cái này. Cái gì đây? Được 200 tiền nữa các bạn ơi. Nâng cấp cái này lên. Rồi. Ui ui ui, đây các bạn ơi. Con quái vật này bây giờ tấn công này, tấn công này. Ui ui ui, mình sẽ phải mua cái này để bắn nó. Lên, đúng rồi, bắn đi. Đi ra đường khác đi, đừng tấn công mình, đừng tấn công mình. Rồi, nó đánh. Lúc nào nó phá tan cái cửa kia nó vào, nó tiêu diệt mình, là mình bị thua các bạn ạ. Ok, rồi. Rồi, nó chán quá, nó đi rồi các bạn ơi. Rồi, nó đã tấn công người chơi khác rồi các bạn ơi. Rồi, thế là mình có cơ hội. Mình sẽ nâng cấp cái cửa của mình lên các bạn ạ. Nào, không biết ai sẽ là người tiếp theo đây. Đây này, nó đang tấn công kia người này các bạn ơi. Rồi, người này, mình về, mình sẽ tấn công. Mình sẽ nâng cấp. Thôi, thế là cái ông này đã bị tiêu diệt các bạn ơi. Rồi, một người đã bị tiêu diệt rồi. Ok, bây giờ nó sẽ tấn công ai đây? Tấn công người này có bị tiêu diệt không các bạn ơi? Mình sẽ cố gắng là người sống sót cuối cùng để mà chiến thắng trò chơi các bạn ạ. Rồi, ok. Tiếp tục. Rồi, nâng lên. Nâng cấp lên. Đúng rồi. Các bạn ơi, mình nâng cấp cái giường của mình lên càng cao thì mỗi giây được càng nhiều tiền. Nó không tiêu diệt mình các bạn ạ. Nó thấy cửa của mình chắc quá nên là nó chạy qua. Nó đang tiêu diệt cái người này rồi. Mình sẽ nâng cấp lên này. Đấy, nâng cấp. Rồi, tiếp tục. Rồi, cái cánh cửa của mình cần 260 mới nâng cấp được tiếp các bạn ơi. Rồi, nâng cấp tiếp lên. Rồi, bây giờ thì mình chỉ có 94 đồng rồi. Các bạn ơi, đã bị hai người đã bị tiêu diệt rồi. Rồi. Ui giời, ra đây bắn rồi. Tiêu diệt cái người này. Mình sẽ phải nhanh chân lên. Đấy, nhanh chân lên. Nâng cấp. Ba người rồi. Đến đây, đừng. Ui giời, hỏng rồi các bạn ơi. Nó đang tiêu diệt cánh cửa của mình. Rồi. Thôi các bạn ơi. Hồi máu, không có hồi máu các bạn ơi. Thôi, vậy là mình bị tiêu diệt rồi. Lại nha các bạn nha. Ok, bây giờ mình sẽ gọi, chọn ông tiến sĩ này các bạn ơi. Ok, vào. Rồi, vẫn chưa qua được màn 1 các bạn ạ. Nào, cố gắng lên. Xem nào. Ý, người chơi đã vào, có 6 người chơi các bạn ơi. Rồi, mình chạy nhé. Vào đây. Đúng rồi, phúng rồi, vào đây. Rồi, lên giường nằm. Ý, mở cái này ra. Được 100 xét các bạn ơi. Năng lượng. Ui, các bạn ơi, cái giường của mình bây giờ level 1 thì nó chỉ được 1 tiền thôi các bạn ạ. Rồi, ủa, cái ông này đã bị tấn công rồi. Chưa gì đã bị tấn công rồi các bạn ơi. Nào, mình sẽ lưng cái giường này lên. Ui, ông này vẫn đang bị tấn công này. Rồi, không biết ông này có bị tiêu diệt không các bạn ơi. Sẽ là người bị tiêu diệt đầu tiên không? Rồi, không. Mày. Rồi, bây giờ sẽ tấn công ai đây? Tấn công ai các bạn ơi? Ui, không phải tấn công mình các bạn ơi, may quá không phải tấn công mình. Xem nào, lại đánh người này. Người này có cây ATM này các bạn ơi, nhìn kìa, sản xuất tiền, rất là nhiều tiền luôn. Đấy, được. Rồi, các bạn ơi, nào, kìa, tên con quái vật kia đi qua mình các bạn ạ, à, không tấn công mình, tại vì sợ quá các bạn ạ, à. sợ rồi. Nào. Anh em ơi. Đâu rồi, con quái vật rồi. Đang tấn công cái ông này à. Rồi. Mình sẽ về của mình. Lâng cấp lên. Lâng cấp càng khỏe.
thì con quái vật kia đánh càng lâu các bạn ạ, thì nó sẽ chán, nó sẽ ra tấn công người khác. Rồi. Các bạn ơi, một người đã bị tiêu diệt rồi. Ghê ông, ghê ông. Được lắm, mua súng này các bạn ơi. Đấy. Nào ra đây, mình bắn cho lát hết người các bạn ạ. Đã bị hai người tiêu diệt rồi. Cái ông này liệu có bị tiêu diệt nữa không? Các bạn ơi, liệu ông này có bị tiêu diệt không? Rồi, mình phải nâng cấp lên. Mình sẽ đặt đây. Đấy, nâng cấp lên. Nâng cấp tiếp. Nâng cấp tiếp. Nâng cấp lên. Rồi, các bạn ơi. Ui, nhìn nè, nhà của mình rất là đông luôn. Wow, cái ông này. Ui, ông này đang bị tấn công nữa. Liệu mình lần này có thể giành chiến thắng không? Nào. Rồi, nâng cấp lên. Các bạn ơi, mình chưa bị tấn công các bạn ơi. Rồi. Cố lên. Đang tiêu diệt cái ông này. Rồi, ông này có khả năng là bị tiêu diệt các bạn ạ. Không. Xem nào, bây giờ là tiêu diệt ai đây? Tiêu diệt đến ai đây? Chưa thấy. Rồi, mình sẽ nâng cấp lên. Rồi, cố lên anh em ơi. Tấn công mình các bạn ơi. Được lắm. Rồi, tấn công mình à. Ui các bạn ơi, sao nó đánh ghê thế. Được lắm. Vào đi. Đừng. Thôi, lại thất bại các bạn ơi. Lại nha các bạn ơi. Nào. Lần này mình nhất định sẽ cố gắng vượt qua này. Rồi, chạy vào nè. Chạy vào đây. Rồi, nằm lên giường. Rồi, ok. Nâng cấp. Mua thật nhiều vào. Thôi. 5, 3, 2, 1. Các bạn ơi, quái vật đã xuất hiện rồi. Nâng cấp lên. Nào, nâng cấp lên. Đúng rồi. Chúng ta tiếp tục nâng cấp các bạn ơi. Đánh đi, đánh chán luôn. Các bạn ơi. Thấy chưa, sợ quá chạy ngay. Wow các bạn ơi, qua được màn 1 rồi các bạn ơi. Yeah. Rồi, chuyển sang màn 2 nào các bạn ơi. Lần này là một con quái vật kìa các bạn ơi, 4 chân kìa. Ghê không. Thôi mình chạy vào đây. Bây giờ là mình sẽ là sở hữu một cô gái các bạn ơi. Ok, rồi mình sẽ lấy nào. Ui, 200 tiền. Rồi, mình sẽ mua tiếp này. Nâng cấp lên. Đấy. Con quái vật lần này rất là ghê luôn các bạn ạ. Rồi, chuẩn bị xuất hiện rồi các bạn ơi. Còn 3 giây nữa thôi. 2, 1. Ghê quá các bạn ơi. Rồi. Ui, chưa gì đã tấn công mình các bạn ơi. Được. Mình, nào. Ra đây. Mình sẽ cho tấn công đi. Ui, sao chạy nữa đi. Các bạn ơi. Yeah. Lại tiêu diệt được rồi. Ok các bạn, vừa rồi thì mình đã chơi một trò rất là rùng rợn và ghê tởm các bạn ơi, có tên là lâu đài im ắng. Các bạn cũng có thể vào chơi thử để thử cảm giác ghê rợn nha. Và video của mình đến đây là tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.